Vâng, Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ Tú Du Linh quý cô chú anh chị. Là có khán giả nè. Chào cô, chào chị. Đáp hoài luôn hả? Ông mày hả? Dạ. Cái cô từ đâu đến nè cô? Dạ. Ồ, đồng bà con của bác heo ha. Ủa mình từ đâu đến đây mấy anh chị? Khu giáo mình hả? Gần đây ha. Đang sao mà má? Năm đi ngoài sao? Đợi thăm chú Năm về nè, lấy xe tao đậu không? Anh chú Năm Vũ Linh á, bên đây chạy lên mày ra. Đường này thì mình đang ở chú. Thì nãy xe chị đậu đây nè, cái chạy ngược ra đó. Tính ra nó quay đầu ra đó không? Chạy ra đây luôn. Ờ, chạy quanh rồi, ở ra luôn thấy xe chị vậy. Chú Linh nè. Bà đồng bà con ha. Chào cái bóng lớn luôn. Cô không thấy tụi con lao hả? Cô không thấy tụi con lao hả? Thấy chứ. Bỏ hồng lông ngồi ngay đây nè. Vậy nè ba nói giấy chú Năm về không phù hộ bán nền đất. Cũng như ông đi từ thiện đi. Phù hộ bán nền đất hả cho con? Có em ăn Tết cũng như anh đi từ thiện mỗi miền phương xa đi. Nền cô bán ở đây gần cỡ nhiêu cô? Hả? Nền theo như đất ở đây cô bán nền cỡ nhiêu? Ở phố giáo á. Dạ cô bán, cô kêu bán nhiêu đỡ nhiều khi... 700 hả? 700 hả? 700 hả? Nhiêu mét? Bán giùm luôn ơi. Nhiêu mét cô? 5 mét. Chuyện 5 mét. 60 mét, 80 thu cư. 80 thu cư không? Rồi. Anh yêu. Giờ xuống đây có, giờ có anh. Mua đất luôn à, có mấy trăm triệu nè. Rồi cô lại đây cầu nguyện là bán đất được là cô về đây là trả lễ cho chú á. Cô lại đây thắp hương cầu nguyện chú Năm là bán được đất là bán được là về đây là trả lễ. Chồng kia vô giá chú Năm nhà ơi. Nhớ có liều một lần đúng không? Xuống hoài chứ sao lần. Dạ. Hoài. Cô nhớ một cái lần. Bắt đầu cho ông anh Năm là xuống biết á. Dạ. Dạ. Hôm nay tượng đó nay mới xuống đây đưa bà mợ cho ông cái ghế luôn. À, lấy lén đi đường này có mình nè, lại đúng nha có mình thôi. Đi bà ra đường đó. À, nãy thấy cô rồi. Dạ. Ờ, anh Niêu coi miếng đất nào ngon ngon mua luôn đi anh Niêu ơi. Cô cũng đang bán đó. Cô bán đất cái nhà cô hả? Không, bán đất cho mấy đứa em. Dạ. Giờ mong số anh Năm phù hộ Tết nhất tới nơi rồi. Bán kem tiền sợi Tết hay con? Hai miếng luôn hả con? Hả? Hai miếng luôn hả? Nhiều lắm. Ờ. Thôi máy bay. Dạ. Cô bán mỗi ngày thấy mấy anh tóc lên riết. Cô bán con cho số điện thoại rồi ai gọi cô mua? Hả? Cô phải cho số điện thoại người ta mua, nhiều khi người ta quan tâm không, người ta mua không? Số điện thoại này 0977613846. Dạ gặp cô ha. Rồi. Dạ. Gặp quên đó. Nhiều khi chú đậu cô bán được sao? Thôi máy bay. Cái anh chỉ là xanh xanh cái anh xanh đứng tèo y chang luôn đó. Sao á? Tèo em anh đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Anh đủ bán con bò bán cái đồ. Đi người đi. À, mình đến đây là lần này là lần thứ mấy rồi cô? Đây là đi lần đầu tiên đi. Có tiền luôn hả? Mọi rồi đi ghé thăm. Hồi đó giờ biết. À, dạ. Ồ, đó là ai nữa cô? Đó xe đi. Đi lại lúc nha trong năm đi bây giờ. Đúng rồi, lại lúc nha trong năm đi. Ồ, đông quá ha. Rồi chào mấy chị nha. Rồi.
Dạ, dạ, chào rồi chú. Kiếm thêm mấy chồng nữa dữ hả chị? Cô đơn hả? Anh Niêu. Niêu đang buồn gì trời, sao thấy sắc mặt nó nghiêm túc lên một hậu đứng. Dạ. Trời không ông. Thành trong miệng ai biết mua anh. Cậy cô giấy. Cậu được thấy đó. Tết rồi, gần Tết rồi quý của chú anh chị. Hết từ này Tết rồi. À, hết từ này là Tết Tây vậy. Ai đi ngang đây cũng thắp một nén hương cho chú rồi cầu nguyện. À, mình đến đây mình cũng cầu nguyện sức khỏe này kia rồi. Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tài lộc. Tài lộc thì giái mấy ông thổ đàn thổ địa, mấy ông thằng đại, thằng ban lộc. Ai? Bé nào mời cậu đâu? Bé này hả? Mời mời chú Vũ Linh lắm hả? Mời chú Vũ Linh từ nhỏ giờ. Từ nhỏ luôn hả? Ồ, mời từ nhỏ. Fan này là gột luôn rồi còn gì nữa. Mới từ nhỏ à, lúc à, lúc mà mấy tuổi là chị đã xem chú rồi hả chị? Mấy tuổi là nghe cái lương chú Vũ Linh từ lưng. Thích tôi nửa đêm chú coi. Đó, cảm ơn chị nha. Có một cô kia bà tới chưa? Bà gặp cái gì? Không nhiều hả? Anh họ mê chú hát cải lương mà từ nhỏ luôn quý cô chú vậy. Ồ này nè. Hôm nay cũng có đông quý vị, đông khán giả. Trên chợ cũng dám thiếu ha. Dạ. À, năm mẫu thứ năm. Dạ, phong tháng mốt vừa rồi cũng có lên cái cầu cô giáo để ghi hình lại đó. Thấy có cái chú đó chạy theo. Hôm nay gia đình mình đi đông không cô? Đông ha. Nguyên đoàn xe đó. Về trước. Hôm nay là mình đưa tiễn ai đi hay sao cô? Tiễn bà. Bà sớm. Bà sớm. Nhà tham gia. Dạ. Còn sẵn đây mình ghé mình viếng mộ chú luôn ha. Hâm mộ. Dạ hâm mộ. Ở đó là nghe là Vũ Linh là tất cả nào cũng phải coi. Dạ, dạ. Mà lần đầu hả cô? Lần đầu nó lên lần đầu. Dạ mới lên lần đầu hả cô? Một lần kia mấy đứa đi mà nó không có. Nó không chở đi. Không chịu hả? Không chịu đi hả sao cô? Nó không rảnh nó đi làm công ty á. Dạ. Dạ em chào. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô nha. À, cảm ơn mấy anh em nha. Dễ thương này nha. Dạ. À, mấy cô chú về cũng rất là đông ha quý cô chú anh chị. Hôm nay đúng ra cái ngày này, ngày nay mình tưởng là không có ai luôn á. Mấy cô đi đám tang cái này, có một cô đi nhân quan hỏi em mộ chú luôn. À. Tưởng đâu là hôm nay là vắng khách quý cô chú, tại vì thường thường ngày thứ ba với ngày thứ hai á. Con chú nào ngủ cũng chia sẻ này cái này. Chú sẻ lắm rồi. Không biết chú sẻ cái gì. Biết anh Diễn với cái người cầm vậy nè, anh Diễn lắm. Gì? Yeah. Anh Diễn với những người mà cầm điện thoại. À, gì hả? Bây giờ cầm kiểu vậy. Cầm gì được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ba đầu luôn nè. Ba đầu luôn nè. Ủa, gì cháy tới ba đầu chứ hả? Nè. Đâu? Nè. Ồ. Cháy ba đầu chứ. Ba đầu. Người ta hai đầu rồi, cháy ba đầu. Tâm linh. Hồi nay ông chú này ổng là ai nè quý của chú chị, ổng chia sẻ gì đây? Cái đạo đức là phải thấy. Chứ đừng có suy nghĩ rằng mình thiếu đi cái đạo đức. Bởi vì ta không có tài, có đức hai cái đều đi đâu. Mà ta có tài mà ta không đức thì cũng không có được. Phải vừa có tài và có đức hai cái đi đâu. Chứ đừng có thấy mà ta đây, ta là có sức khỏe, ta có trí tuệ, mà người ta thiếu đi hai chữ đạo đức đó là cũng không giữ được. Không có giữ được đâu. Chờ cho không thấy mà chẳng thấy là không. Là gì?
nếu con người mà có cái đủ phước đủ hạnh rồi, đủ như có phước đức rồi, mình có cái long nguyên gì chút xíu có người khác cúng liền theo ta. Tôi cũng rất là tha thiết rồi, tôi cũng có coi nhiều khi trang mạng của các anh em bên YouTube đi quay những các nơi, những cái thập bệnh, cái bệnh thập tử nhất sinh đó, đó mà phải để cái địa chỉ đúng chính xác và để cái số người bệnh đó. Rồi tôi coi đó tôi sẽ liên hệ người đó, tôi cứu giúp, tôi cứu giúp cho mấy những mấy người đó. Nhiều khi tôi nói tôi đã đi tham khảo rất là nhiều nơi, nhiều trong bệnh viện, tôi vô trong bệnh viện tôi để tôi coi nằm ngổ ngang trong đó mà gặp đó thuốc tôi cho uống một phát một là hết liền, mà dù cái miệng mình không dám đi vô tham khảo thì chỉ ngậm ngùi thấy mà nước mắt mình đã rớt. Mình cứu được đó, chú làm thầy thuốc hay sao chú? Mình cứu được đó, nhưng cái miệng mình không có cho ra, không cho nói, cái khẩu miệng mình không vào, không nói. Bây giờ mình nói biết người ta tin, đòi hỏi hai chữ người ta có tin và người ta ăn được, được. Chỉ là đi đến trong đó xem xong rồi ngậm ngùi, ngậm ngùi đó. Ngậm ngùi mới bước ra thôi. Những cái căn bệnh đó không có đáng là chết, mà tại vì cái nhân viên người đó chưa gặp đúng thầy đúng thuốc mà người đó phải ra đi. Mà cái người đó ra đi không phải về địa phủ đâu. Cái người chết đó, chưa có nhân viên, cái số mà chưa có chết đó, còn sống dịch chuyển ở trên trần gian. Khi nào cái người đó hết số, Diêm Vương mới là phát lệnh lên, đưa lệnh cho người bắt lên về với quy án. Chứ còn cái người mà chết mà chưa có tới, chưa tới hết số là còn sống ở trên cổ đời này rất dữ. Thành thử những cái người đó thiếu đi cái nhân viên đau bệnh không có đáng mà chết mà gọi là chết. Đó là gì chỗ đó? Thiếu đi cái nhân viên đó. Chết cái bệnh gì và cái nhân viên này nó cũng phải cho quan trọng. Như ngày nay có một số nhiều khi nói gì quá. Chú là thầy thuốc hả sao chú? Đúng. Dạ. Chú bên vừa bên là thầy thuốc và vừa bên tâm linh. Dạ. Chú chú. Nó phải biết hết. Dạ, biết hết rồi hai cái này. Dạ. Bởi vì tại sao một cái người già, một cái người lớn tuổi mà được người lớn tuổi lợi đó, tôi coi hỏi cái người đó nhiêu tuổi, dạ, coi còn cứu được hay không? Nếu mà bây giờ cái người đó, bây giờ các cái thọ, cái tuổi thọ người đó 65, 67 người đó đã hết số đi, thì đằng này tôi hướng dẫn cho người đó từ gia đình hoặc con cháu phải làm như thế nào, cầu khẩn ơn trên như thế nào để cho được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế nó ban phước lành cho người đó cổ trần này kim 5 năm 7 năm. À, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà con mấy bài cái gì chứ đâu có phải đâu. Trời Phật không có thiệt lòng do con người ta thiệt lòng chứ trời Phật không có thiệt lòng người đâu. Trời Phật mà trời Phật thương tất cả muôn loài vạn vật và chúng sanh, cái gì cũng được hiểu Phật chứ đâu phải mà nói trời Phật mà thiệt lòng người đó hoàn toàn sao. Mà tại vì cái nhân duyên của số con người ta, cái tuổi thọ của người ta, tuổi thọ bây giờ 60 mà người ta 62 tuổi ta chết đó, nhưng mình cầu khẩn người đó thọ được thêm 9 năm hoặc 12 năm nữa. Có chứ không phải không có. Dạ vậy cái tuổi thọ là do mình quyết định hay không? Thì tuổi thọ mình xin. Do mình cầu xin lên. Thì sao là do mình quyết định được anh? À, mình phải cầu xin mà có. Cái người phải biết những cầu xin như thế nào. Dạ. Đó, nhưng cầu xin như thế nào tôi nói này, tôi chỉ cho. Đó, muốn cầu xin như đó mình phải lập bàn hương án. Dạ. Lập bàn hương án đúng 12 giờ phía. 12 kia giữa ngoài bàn ông Thiên đó, mình phải cầu xin ha. Nè, nghe tôi giải nè. Cầu xin nhờ ơn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Bà, Phật Mẫu, Phật Mẹ ha, các vị chư hiền Bồ Tát, củ quyền tất tổ, mười phương ba đời, chín phương trời, mười phương Phật. Đêm năm canh sáu khắc bằng ngày có năm vị du thánh, ban đêm có sáu vị du thần, bốn phương tám hướng chư thánh, chư thần, năm non bảy núi. Ngày hôm nay là con họ tên gì, khẩn cầu cho người đó họ tên gì, là được thọ được bao nhiêu giờ ở với trần gian này, sống với con cháu như thế nào. Mình phải hiểu được, mình phải cầu khẩn và mình nói đúng ngay trên không phải được. À. Đó. Chứ còn đâu phải muốn ai muốn nói khơi khơi là được đâu, đâu phải vậy đâu.
có nghĩa là đặt đúng cầu như chú. Không phải cái chú mà mình cầu nguyện, phải cầu nguyện đúng. Đúng cầu văn như chú đúng không? Đúng, phải đúng cái từ trên mình phải kêu gọi từ trên phía đây. Đó. Phải không? Bởi người ta mới nói rằng dương gian âm phủ đồng nhất lý, trên trần gian làm sao ở dưới địa phủ. Bây giờ mình làm tội đi, mình làm tội công an cũng bắt mình trên thế gian. Dạ, con phải không? Nghĩ này chú, ông lý chú, chú nói là chú bây giờ là chú mình lúc ngang mình xin không phải là chú, ví dụ như là tờ cho mình ví dụ 60 tuổi đi, cứ mình cầu xin như chú vậy thì tờ ông phù hộ cho mình thêm tầm khoảng 10 năm nữa là 70 tuổi chú. Thì được ở trên người ta cũng ăn xá vậy. À, ăn xá được không chú? Được, ăn xá chứ. Bây giờ con người sống đòi hỏi cái đức cái hạnh của ông. Năm ông mà xin gì bây giờ ông? Ông giờ 70-80 tuổi hết. Phải cầu xin đó, với hai nữa đòi hỏi cái đức hạnh cho ta sống, ta sống hiền lương mọi người đều thương mến thì ở trên ta cũng ban phước vậy. Bây giờ trên trần gian này bây giờ cái thằng đó đi ăn có một trộm đi, mà bây giờ là ăn có một trộm bị bắt và là lỡ tay giết người đi, bây giờ ở đây luật pháp bây giờ kêu án tử hình đó, thì bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng thôi và ông chủ tịch nước chưa, cái ông mà ông Phạm Minh Chính đó, là thủ tướng đó, ba ông này mà ông ký giấy quyết định thì tha bổng thì người đó cũng phải được tha thôi, phải không? Thì bây giờ cái việc âm linh lại ở bề trên lại Đức Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng vũ sổ, mà Ngọc Hoàng ký giấy lệnh cho lại thì đưa ông Diêm Vương á, thì ông Diêm Vương là ông cũng đâu có, ông cũng thả chứ ông đâu có bắt, phải không? Chờ ngày tới người đó, chờ ngày tới người đó mới bắt đem về quy án. Bởi vì những cái phần cát lỡ như ông Diêm Vương ông nói ông này phạm tội nặng lắm mà không được tha sao chú? Trời ơi, nói gì có ai qua Đức Ngọc Hoàng thượng đế. qua nhưng mà lực phải theo lực chú, không có lực. Nếu như vậy là phá lỡ dở lực rồi sao? Bởi vì ở trên xuống dở xuống dài xuống, trên dài xuống, ở trên là gì? Phải Đức Ngọc Hoàng không? Đó mình cầu khẳng cầu từ trên cũng dài xuống. Cầu thì cầu những người có hiền đức thôi chú, chứ mà những người phạm tội vậy sao cầu nổi chú? Bởi vì người ta cũng phải có sự ăn xá chứ. Ăn xá ví dụ ăn xá cũng tùy theo tội chứ. Chứ ví dụ như là giết của cướp của giết người sao mà ăn xá nổi chú? Cái tội cướp của giết người đó mà cái sự vô tình người ta giết. Sao mà vô tình nữa? Đã là gọi là cướp của giết người là không có vô tình chú. Nghe là cái chỗ cướp của mà sợ đắc đắc dĩ. Không đắc dĩ được chú. Là cái đó người ta cũng phải xem xét lại. Đã người ta đã chủ đích là cướp của rồi thì là cố tình rồi. Đúng không? Cái vấn đề mà chủ đích thì là vô tình là biết mà con rất nhưng mà nó cấp của chứ nhiều là không có nào mà vô tình được. Tình hay là vô tình. Ấy là mình đang nói là người đó đã phạm tội rồi. Nặng rồi. Mình nói về vấn đề ví dụ nó có chuyện đơn giản, bởi vì hai chữ ta nào gọi là nó tùy theo chuyện để tha bây chứ. Bây giờ chuyện để tha mà nhưng mình biết cái đó thì được. Thì nói vậy. Chú nói thì con đã hiểu rồi nhưng mà tùy theo cái để tha chứ dụ như ông đóng phạm tội nặng quá mà xin tội cái tha là đâu được tha cái gì, tội vô lực rồi. Cái tội mà bên cái gì dặn qua trên cõi đời này đã tôi giải thích là trên cõi đời này cái gì là con sự ăn xá thì ở dưới đó người ta cũng có cái sự ăn xá, bởi người ta mới rằng là dương gian âm phủ đồng nhất lý, trên thế gian này làm sao dưới địa phủ cũng vậy thôi. Ở trên này mình ăn trộm con gà con vịt cũng bị con ăn bắt. Không? Mình làm một cái phước chú nói vậy đúng nhận. Và một cái tội là cũng được ghi nhận, bởi vì con người ta sống ở trên cõi đời này, người ta sống thì không ai mãi mãi thân xác này của ta không có phải mà không có phải mà không có phải mà người ta sống ở đây cái gì là mãi mãi của người ta đâu. Cái gì cũng là một cái của tạm thôi. Đây là mình giải thích là hồi nãy mình thích là cái vấn đề mà Ngọc Hoàng tha đó đúng không? Ví dụ như thằng em trộm nó giết 5 người, thằng đó tư hình chứ sao mà tha được nó như vậy? Bởi vì con mới nói là chú nói trên cái lý á thì nó rất là đúng. Nhưng mà tùy theo tình huống và cái câu chuyện. Chứ chú nói mà cái lý đó thì ví dụ người đó là dùng Ngọc Hoàng ví dụ phá cho sống 60 năm cuộc đời, nhưng trong quá trình sống người đó lương thiện, người đó là giúp người, là người đó là cứu người nghèo, là lấy tiền ví dụ như để nói cho rõ ràng hơn, ví dụ như á thêm 10 năm nữa, 5 năm nữa đúng không? Đây con nói chú nghe nè, ví dụ như hồi lúc trước đó ông đó ông làm ác mà sau này ông này ông đó ông mới cãi hối ăn năn ông làm thiện lợi thì có thể là xá tội. Còn cái này ông này mà cướp của ông giết người sao xin xá tội, không có Ngọc Hoàng nào cho hết.
không, bảo lãnh chú luôn máy xong luôn đúng không đó, con người cho nên là chú nói là con hiểu, chú nói chung chung không à, nói là phải dẫn chứng câu chuyện ra thôi. Cái đó là tất nhiên rồi chú, chứ còn mà cái dạng mà làm đi giết người như vậy pháp lực có tha mà chứ có tha đâu. Thì bởi vì chú mới nói một câu là xin Ngọc Hoàng là Ngọc Hoàng ăn xá liền là không đúng, ăn xá cũng tùy theo chuyện đúng không anh em, cũng phải tùy suy xét theo chuyện. Thì theo chuyện mà tôi nói rằng cái những cái người đã, tôi đã nói rõ những cái người đó, bây giờ cái nhân viên cái người đó là tuổi thọ 60-65 rồi đó, người đã hết thì cái người đó thì có con cháu, và cái người đó đó phải biết hai chữ đạo đức, phải tu hiền, mình mới khẩn cầu được ơn trên tan xá cho mình được thọ thêm ở dưới trần gian này, 5 năm 7 năm 10 năm tùy theo ở trên cho xét soi cái đó. Chứ còn cái dạng mà nói đi ăn cướp ăn trộm người ta rồi ai mà cứu đây, ai mà giúp được đây hả? Thì bởi vì tôi nói chuyện bừng ngày thường ngày thôi, con người sống là tụi nó thiếu đi cái đạo đức và cái phước hạnh của con người. Khi ta mạnh giỏi nè ta sát sanh hại vật đó, không có thương tiếc những gì hết, rồi cái đó làm sao phải gây được cái phước, gây được cái tội không, gây thêm dạ không? Cái đó không biết được cái triết lý đó ăn à, chứ đúng rồi, cái đó là cái rồi về cái đó thì khỏi ai cứu giúp cho mình được đấy. Bây giờ tôi nói bất kể là ai luôn, tự bản thân mình cứu lấy bản thân mình là đó điều đúng. Ai ăn cơm thì nó bụng đó. Đúng rồi, đúng chính xác. Không có phải. Cho nên là những cái trường hợp là ví dụ bây giờ vì lúc cha với mẹ mình hồi trước giờ sát sanh lại và cái này kia để làm cho để nuôi nấng cho mình, thì mình ở đây một phần làm con mình phải làm đáp lại những cái hiếu cái thảo mà không có cái gì. Bây giờ có người tôi đã đi sạn xét thiết chút khác gì nơi của mình đã. Thậm chí có người nha, có người đem tiền đem bạc đem tiền vàng không biết là bao nhiêu để đi lên cúng chùa cũng đó để người ta được cái phước, để được đức Phật cho ban phương cả phước, mà ở nhà của quyền thất tổ không lo, của quyền thất tổ này của mình là nó trên hết. Bởi vì người ta mới có nói rằng nha, cũ quyền thất tổ mà không thờ, mà để thờ dưỡng đạo ngọn cờ trắng phao. Tại sao cũ quyền thất tổ, cũ quyền chúng ta là trong một kiến họ nào cũ quyền là từ hồi từ sở sơn khai mới có. Dạ. Đức Phật cũng là từ trong cũ quyền ra chứ đâu. À chú, chú biết Đức Phật là Đức Phật không là chú. Cũng sư ngày Hết Cá là ngày Hết Cá Di Đà. Ông nào cũng có. À con xin nói với chú là ngày Bổn Sư nha chú ha. Ngày Bổn Sư á là ngày bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ngôi vua để đi tu. Khi tu á, khi đã đắc đạo rồi á, mới về độ ngược lại cha mẹ mình, vợ con mình. Cái đó là điều có thật. Chú tin không? Có chứ. À. Chứ không phải là mình nói mình thương cha mẹ mình cho cái bánh cục kẹo nữa đâu. Mình phải bỏ ra mình tu, tu đắc đạo. Mình về mình độ cha mẹ bằng cách là mình dẫn cha mẹ mình đi tu, dẫn đắc đạo. Chứ không phải mình ngồi ôm cái bàn cổ quyền biết là được đâu. Không, cưng nói chỉ mới có một phần bị này. Còn nói là xác luôn hả chú? Thì cưng nói đúng, nói cái đó chỉ cưng chỉ đúng một ý nghĩa thôi. Dạ. Nó còn một ý nghĩa. Con còn biết Phật Bổn Sư tên ngoài đời tên gì nữa kìa. Dạ. Là con của ai nữa kìa? Ổng không phải là một cái kiếp đó đâu. Dạ. Bởi vì ta nói là người Phật là vô lượng kiếp. Dạ đúng rồi, chính xác. Vô lượng kiếp nha. Vô lượng kiếp mà vô lượng thọ, vô lượng quen. Bởi vì ổng đã nhiều cái lượng, cái ngày đó là cái ngày đó không còn cái lượng kiếp nữa. Ổng đã kiếp vô lượng kiếp cuối cùng đó, là kiếp cuối đó. Đó. Okay. Mà ổng phải cái lần đó là ổng phải từ ở trong cửu quyền ra. Thì ổng cũng còn có cha mẹ, thì đúng phải rồi. Có tổ tiên ông bà ổng mới được tới ngày đó. Chắc nể chung lên. Dạ. À, dạ. Không ai mà giữ được. Nhưng mà có nghĩa là con nói ý nghĩa con nói là vậy, có nghĩa là mình phải ý của chú là vậy nè, ý của chú là mà ý chú là nói là nhiều người mà họ không có ở nhà thờ cha thờ mẹ cúng ông bà mà lại đi làm từ thiện bên ngoài, đúng ý của chú vậy đó. Mình đúng cái rồi, gì mình rút là thương chỉ cái nói vậy thôi, chứ có một phần nhỏ thôi. Tôi nói bạn nhớ từng lời nói tôi nói.
tục để chú hết. Không có nói đâu. Lâu có chú gì chia sẻ hết. Dạ. Bởi vì Phật trời không có thiếu chi mà mà thầy. Ông thiếu gì không? Phật trời thiếu gì? Bây giờ tôi nói tôi mua một dĩa bánh hoặc dĩa trái cây đi vô cúng Phật, Phật ơi độ cho con. Đợi con hôm nay trúng mùa hoặc đổi con trúng số đặc biệt. Ai cho? Ai cho vậy? Ai cho? Ai cho phép mấy vấn đề đó? Không có được. Không có được đâu. Chỉ là ta chúng ta lên đó đó cúng dân Phật đặt ta tưởng nhớ Đức Phật. Cúng dân để tưởng nhớ Đức Phật cái đó, một cái đó, một cái như cái tấm lòng của ta. Cái người mà để giúp cho chúng ta hiện nay đó là củ quyền thất độ chúng ta. Không, đây con chưa thích đúng rồi cho nó. Củ quyền thất độ. Chứ nó còn trước nó màu thẳng một xa rồi. Không củ quyền là đó, con nói thật đi, nó trắng thay cho chú à. Chính bản thân mình tự tạo phước cho mình. Bây giờ, trong đây ai cũng nhớ đến tầm tháng 7 đúng không? Bây giờ con mới nói nha, nãy con im để chú nói nha. Đó, có nghĩa là chú biết một cụ liên không? Ai làm tội người ta đã không có lấy về hay dụ thằng em được em làm tội, giờ mẹ mà được phá giờ đã được. Mẹ một cụ liên bà sống trên đời trước khi bà ác không? Bà đưa cơm ta ăn, bà hát đỏ đỏ, bà đánh đập ta chứ chúng ta. Bà chưa chứng ông phủ á, bà phải chịu cách đỏ đài đó. Cho dù một cụ liên có tài cỡ nào, tài đất cỡ nào cũng không cứu được. Vì mình tự tạo ra mình phải chịu. Đơn giản như sau bên đây. Thằng đó nó giết ba người. Thì tư hình nó chứ sao ai cứu được. Nó tự làm tự đã, không ai mà tới thay tụi nó chứ. Đừng có bảo là mình làm để cho hưởng phước cho con cái hay là phước cho khác. Mình tự tạo nghiệp mình tự trả. Mình tự làm ác mình tự trả. Không phải mình tự làm ác tự con mình trả. Có đâu. Ai làm lấy trả. Mẹ của một liên làm mẹ một liên tự trả. Đó, không một liên là tự lấy cái đức hạnh mình để dẫn đạo cha mẹ, dẫn cha mẹ theo cái hướng thiện của mình thôi. Đó. Thực tế là vậy đó. Chứ cái thằng giết 5 người không thể nào mà tha được không ấy nào mà. Thấy được. Cứ nói như đó là nó sai với ý của tôi. Dạ. Cứ nói về chú nói chung chung á, người ta nói có thật một người đạo. Còn có một ông anh con chú bắt y chang giống y chú vậy, ông trên trường đấy. Dạ y chang với chắc nhà con luôn. Cái một kiền liên. Dạ. Mà tại sao bà bị đọa địa ngục? Thật đọa địa ngục là bà làm những việc không đúng mà đối ra phải một quyền liên đi xuống dưới địa phủ không? Dạ, đi xuống địa phủ mà để gì cứu cho mẹ? Dạ, chú. Thì cứu cho mẹ không phải mà cứu cho mẹ mà một quyền liên phải nhờ đến ai? Nhờ đến ai? Người đó chỉ dẫn như thế nào? Dạ. Và lập như thế nào? Cúng như thế nào? Cầu xin như thế nào là được mới là siêu thoát được không? Một hình đề. Dạ. Đó. Mẹ của thì phải có hiểu từ giai đoạn. Bởi vì từ giai đoạn đó, bởi vì Phật có nói mà. Một người nói trước mặt thằng liên mà nếu ngươi muốn cứu mẹ của ngươi thì phải như thế nào đó chờ gầm ứng bảy là người tự tư phải nhờ là mười phương chư cái Phật. Đó là Phật Bổn Sư nói đó thì ừ. Cái đó đâu có phải cái Đức Phật là nói ra trước không thì tại vì ổng mới làm theo đúng cái đó ổng mới cứu người mẹ được cứu người mẹ ra bằng cách như thế đó chỉ một phần nhỏ thôi cho một miếng ăn thôi chứ không cứu hết tội chứ đói quá thấy mẹ tội quá cho một mà chứ không mẹ ăn qua ngày thôi chứ không phải là rước hết cái tội của mẹ trên thời gian mẹ đã làm bao nhiêu ác mẹ phải trả mẹ đã hại bao nhiêu người rồi mẹ phải trả điều đó ăn xong rồi mới mẹ mới trả tội cho từng đó một đứa con mình là mình nói là một đứa con mình theo tư duy là mình tự làm chuyện ác mà tự gánh trả mà không ai vô gánh trả phước thì cũng mình tự tạo ra đúng rồi chứ như mình nhờ cho ví dụ như mình cho người ta 50.000 đi thì từ tích lũy từ nó có cái phước ra người ta mới người khác người ta mới giúp lại mình đó là phước mình tự tạo ra chú nói công nhận của y đúng có y hay có chú là dù mình thứ cơ Phật mình cúng không phải là mình xin cho con tốn tiền với số hay cho con mai con chức khỏe được đâu chức khỏe là tự tạo ra dạ. À. Bây giờ ví dụ như mình vô mình cúng nó mình xin đó không bây giờ có liền nhưng mà cái từ từ mình cúng từ cúng ở đây một chỗ từ từ tích lũy đó giống như là mấy ông ghi ký nhận đó đang ghi điểm đó này nó có cúng này kia đâu rồi chỗ khác mình lên tới mình cho người ta tiền bạc hay là gạo rồi đó người ta cũng ghi nhận vô đó từ từ mình có cái gọi là tích lũy phước thiện đó từ từ mình mới được hưởng đúng không? Đúng rồi, từ từ chứ. Tôi nói thì mình anh chú cháu mình đang bàn luận lâu lắm có chú gì nói nha.
Các bạn ấy, bạn hiện tại có cô Năm này. Đó. Này có chú ngồi đây là mình hướng khác đúng không? Chú không nói luôn chú. Chú chú có thể giới thiệu về mình tí xíu được không chú? Thứ ba tên Hùng. Chú từ ở đâu đến đây? Ở thị trấn Bốn Tàu, huyện Hưng Nguyệt, tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang hả? Mà chú lên đây với ai chú? Cũng có nhà trên này. Mà chú lên đây với ai á? Thì có nhà trên này rồi đi, chỉ là đi dạo quanh vậy thôi. Còn sớm giờ con thấy chưa, lúc mà chưa quay thì con thấy chú đi dạo vòng á. Chú anh đi ngồi kia nè. Chú bị bệnh sao mà chú đeo cái dây trời này. Ơi té sợ chó chạy xe là chó nó tông rồi gãy cái xương sườn rồi đi bó rồi. Dạ con cảm ơn chú nha. Bởi vì chú chị á, chung là nhiều cái chú nói cũng đúng, nói theo đạo á, những cái câu từ thì cái nhân quả thì mình đã biết rồi. Thì chú nói về nhân quả thì đúng, là nhiều cái phân tích á thì cũng chưa có thực tế mấy, chưa có đúng mấy. Thì mà mấy anh em mình đối chất lại thì chú cũng có sự hơi im lặng tí, không có gì. Nhiều khi mình mà nhân quả mình nhiều khi mình cũng phải thực tế nữa với cái chuyện gì. Mình có phước mình tạo phước mình mới có phước chứ. Nhiều cái chú nói đúng mà nhiều cái chú nói cũng không có hợp lý mấy. Thì mong bà con cô bác xem video này để lại những cái comment bình luận ha. Để coi như thế nào. Bà con cô bác cảm thấy chú nói đúng chỗ nào và sai chỗ nào. Ha, với cái chuyện gì bây giờ thì mình xin chào bà con. Chúc bà con cô bác thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc nha. Chào bà con ạ.